Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Ở clip này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu tủ lạnh Panasonic mặt nhôm phay 550 lít, hàng mua đấu giá đẹp như mới. Thực sự thì những mẫu này là những mẫu mà rất tuyệt vời cho những khách hàng mà có nhu cầu mua tủ lạnh trong phân khúc khoảng 20 triệu. Đó, nghĩa là phân khúc 20 triệu thì là những phân khúc mà tủ mặt sơn có giá từ 18 đến khoảng dưới 30 triệu là những mẫu tủ rất cao cấp của tủ 6 cánh. Ngoài ra thì ngoài thị trường có rất nhiều mẫu tủ 6 cánh giá thấp. Thế nhưng mà thực sự thì là ở kho hàng Nhật Bùi Huy thì em cũng không nhập những mẫu tủ như vậy. Em sẽ lựa chọn rất là kỹ, tại vì là những mẫu tủ mặt sơn này chúng ta rất dễ gặp phải những cái kém chất lượng, và như vậy thì chúng ta sẽ bị lâm vào cái tình trạng là tiền mất tật mang. Thế nên chúng ta nên lưu ý khi chúng ta lựa chọn một mẫu tủ mặt sơn giá thành khoảng trên dưới 20 triệu để chúng ta lựa chọn được một mẫu tốt. Nói về cái ngoại hình thì con này là một con được hãng thiết kế mặt nhôm phay màu vàng sâm banh, thiết kế rất là hài hòa. Ở giữa thì được thiết kế một viền màu nâu cà phê, rất là sang trọng. Mặt nhôm phay này nếu như chúng ta nhìn gần chúng ta thấy là nó phay xước, nhìn rất đẹp và khỏe khoắn. Đấy là về ngoại hình. Con này thì có chiều ngang là 68,5 cm. Mẫu này được sản xuất trong năm 2017. Mặt của nó thì rất đẹp, không bị xước móp. Đấy là đặc điểm của những chất hàng mua đấu giá, chứ không phải những chất hàng bãi thông thường như chúng ta thấy ngoài thị trường. Thành vách của nó cũng rất là đẹp, không hề có xước móp, cả hai bên đều như vậy. Đó, con này thì là một con hàng cao cấp nên là được hãng thiết kế đầy đủ hết các cái tính năng mà cần thiết để cho một cái tủ lạnh để chúng ta dùng. Và nó có những cái thế mạnh riêng của tủ Panasonic. Tủ được thiết kế màn hình điều khiển bên ngoài. Cái này thì tôi sẽ có một cái bản dịch bằng tiếng Việt để tôi gửi các bạn kèm theo clip hướng dẫn của tôi, để cho các bạn dễ dàng trong vấn đề sử dụng. Đây là cái hệ thống cảm biến Ecolavi này, hệ thống cảm biến thông minh giúp tiết kiệm điện năng hơn. Đây nó có một cái màn hình nhỏ ở đây. Nhiều bạn thì bảo là tại sao mà nó lại không hiển thị nhiệt độ các thứ, thì đây không phải là màn hình báo nhiệt độ các bạn nhé. Đây là màn hình báo báo mã lỗi. Nghĩa là khi mà tủ của chúng ta gặp trục trặc ở một bộ phận nào đấy thì tủ sẽ báo một cái mã lên trên này tương ứng với lại cái mã lỗi đấy. Thì các bạn thông báo cho tôi để tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là nó đang bị trục trặc ở bộ phận nào để các bạn biết xử lý. Chỉ có 3 nút để chúng ta điều chỉnh thôi. Ngoài ra thì các chế độ đã hiển thị ở trên này. Đó. Cái này thì điều chỉnh rất là dễ thôi. Các bạn xem clip của tôi thì sẽ biết. Tôi đã đăng một clip ở trên kênh Bùi Huy Kho Hàng Nhật rồi. Đây là hệ thống cảm biến Ecolavi. À, đây là hệ thống diệt khuẩn Nano. Theo như các cái clip trước tôi đã nói về cái thế mạnh của tủ Bala ấy, thì tủ Bala là một cái tủ mà về độ ổn định rất là cao. Đấy là cái thế mạnh đầu tiên. Độ ổn định rất là cao. Tủ Pana thì cho dù là tủ mặt kính cũng vậy thôi, họ thiết kế một cách đơn giản nhất để cho cái tính ổn định cao nhất. Họ không bao giờ làm những màn hình cảm ứng hay là cửa mở điện. Đấy, mà họ làm lúc nào cũng thiên về cái sự đơn giản nhưng mà nồi đồng cuối đá. Đấy là hiệu tủ Panasonic là một cái thế mạnh. Thế mạnh thứ hai là thế mạnh diệt khuẩn bằng nano này. Đấy, như mẫu đời 2020 thì chúng ta thấy có cả nano X. Các bạn hiểu về cái diệt khuẩn nano là diệt khuẩn như này. Ở một số cái thương hiệu tủ ví dụ như là Toshiba thì chúng ta thấy họ diệt khuẩn bằng pico ion, diệt khuẩn bằng ion ấy. Thì đấy chúng ta hiểu là ion ở dạng thô, còn nano y này là một dạng ion ở dạng mịn. Đấy. Nano là phân tử rất là nhỏ, ion ở phân tử rất là nhỏ nên là tính diệt khuẩn của nó tốt hơn, diệt khuẩn của mùi tốt hơn. Đấy, còn những cái tủ đời 2020 mà nó có nano x ấy thì nano x là cái phân tử nano còn nhỏ gấp 10 lần cái nano thông thường này cơ. Để chúng ta thấy là cái nano là cái diệt khuẩn rất là tốt. Đấy. Ngoài ra hãng người ta phân tích là gì? Tại sao người ta thiên về cái thế mạnh diệt khuẩn? Vì là hãng Pana họ phân tích là cho dù là đồ ăn chín chúng ta để ở ngăn mát, hoặc là đồ ăn sống chúng ta để ở ngăn đông, thực phẩm sống ấy, thì đều chứa tiềm ẩn vi khuẩn. Chính vì vậy nên là họ phát triển mạnh về cái công nghệ diệt khuẩn khử mùi. Đấy, để đồ ăn khi chúng ta để vào sẽ không bị vi khuẩn phát triển. Nó cũng làm cái rất tốt cho sức khỏe. Đấy là cái thế mạnh thứ hai là diệt khuẩn khử mùi. Thế mạnh thứ ba
mà chúng ta nhận thấy ngay, đấy chính là cái thiết kế nội thất, nội ngoại thất của Pala được thiết kế rất là cẩn thận, chắc chắn. Hay tôi hay nói vui là được thiết kế như một cái khách sạn 5 sao. So với các hiệu khác thì nó đẹp hơn hẳn. Đó, về hệ thống đèn đóm này, rồi khay đợt này, tất cả thay vì là khay nhựa ở các hiệu khác thì Panasonic họ thiết kế là khay kính chịu lực, rất là tuyệt vời, tạo sự sang trọng và chúng ta dùng nó sẽ sạch sẽ hơn. Ví dụ khay nhựa thì một thời gian chúng ta dùng thì chúng ta sẽ thấy nó bị xước răm và nó sẽ bẩn, và khay kính này thì là đẹp muôn thuở luôn, chúng ta nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, công nghệ diệt khuẩn bằng nano đấy ạ. Đấy là cái thế mạnh thứ ba mà chúng ta nhìn nhận là cái thế mạnh của Panasonic mà cái tủ này có được là như vậy. Còn về các cái công nghệ khác thì về cơ bản là giống nhau thôi. Nó đều có những công nghệ ví dụ như làm lạnh tạo ẩm để bảo quản rau lâu hơn. Đấy, inverter tiết kiệm điện, nó siêu tiết kiệm điện rồi. Đấy, chúng ta xem thông số của nó nhé. Đấy, đây tôi cho các bạn xem lại một lần nữa từ ngoại hình bên ngoài này. Thiết kế mặt nhôm phay rất là đẹp ạ. Chúng ta nhìn nghiêng ra này, không hề có một vết xước vết móp đúng không ạ? Đây là đặc điểm của tủ mua đấu giá ở kho Bùi Huy là như vậy. Thành vách này, không một vết xước đúng không ạ? Rất là đẹp, thiết kế mặt nhôm phay này chúng ta nhìn gần rất đẹp nhé, sang trọng. Tủ rất là khỏe khoắn ạ. Đấy, và chúng ta nhìn bên trong này. Nội thất rất là đẹp, khay kính chịu lực toàn bộ này. Hệ thống sensor này để cảm biến thông minh giúp bảo quản đồ ăn được tốt hơn này. Đấy. Đây là khay đựng trứng này, chúng ta để đựng được 12 quả trứng ở đây. Cái ngăn nhỏ này chúng ta có thể đựng thuốc này. Một cái khoang này để chúng ta đựng nước để làm đá. Đây là một khoang nhỏ này chúng ta có thể để đồ ăn hoặc là ngoài này chúng ta có thể để đồ ăn được. Các khay bên cạnh này thì chúng ta sẽ để nước uống. Đấy. Còn tủ này thì đây là thông số của nó. Nó 552 lít, một năm tiêu thụ hết 290 số điện một năm. Như thế chúng ta thấy là 290 số trên một năm là cũng là rất là tiết kiệm. Kích thước ở chiều ngang là 68,5 cm, chiều sâu là khoảng 73 cm và chiều cao là 1m82. Sản xuất năm 2017 và được sản xuất tại Nhật Bản, chạy điện 100V. Đấy, nặng 93 kg. Dùng ga R600A là một cái ga mà có cái tác dụng làm lạnh tốt nhất của tủ lạnh thời điểm hiện tại. Đấy. Đây là một số thông số cơ bản của tủ. Đây là khay đựng đá vôi. Độ lạnh của tủ Pala cũng rất tốt. Chính vì vậy nên chúng ta nhìn các viên đá nó già lất cả ra này. Đấy, đánh giá là độ lạnh rất tốt. Đây là một ngăn đông nhỏ chúng ta có thể để kem và sữa chua này. Đây là một ngăn đông lớn. Còn tủ Panasonic thì là nó là làm bằng dây, bằng bi sắt. Đây tôi cho các bạn thêm một kinh nghiệm khi đi chúng ta đi lựa chọn chọn mua tủ Panasonic nhé. Tủ Panasonic thì là nó cái dây của nó này là làm bằng bi, dây bi. Nên chính vì vậy nên là chúng ta rất dễ nhận biết với tủ bãi với lại tủ hàng đấu giá. Với những con tủ bãi ấy, thì phơi mưa phơi nắng thì nước nó sẽ vào cái thanh dây bên trong này, dây bi này. Thì là nó sẽ làm han bi và mỗi lần chúng ta kéo ra kéo vào chúng ta sẽ nghe tiếng rất là to. Xoạt xoạt. Đó. Còn những cái con tủ mà chúng ta mua hàng đấu giá, hàng như những con như này thì chúng ta kéo ra chúng ta thấy êm du không một tiếng gì luôn này. Đấy. Và đặc điểm của con tủ Panasonic ấy là nó làm cái khay này chúng ta được kéo ra được rất là rộng để đồ ăn này, thoải mái. Mà các hiệu khác thì chúng ta không kéo được ra hết như này đâu. Một ngăn dưới này là ngăn mát để đựng rau. Rồi chúng ta cùng nhìn lại nó một lần nữa. Đấy, con này là thực sự là rất tuyệt vời trong cái phân khúc tủ mặt sơn. Thì các bạn cần tư vấn thêm hoặc muốn biết thêm thông tin gì hãy gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Hoặc các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật, shop Fresh House số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho hàng Nhật, bấm vào biểu tượng hình cái chuông để chúng ta nhận thông báo khi mà tôi lên clip mới. Thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo để xem clip. Các bạn có thể thêm những cái sản phẩm khác trên website kho hàng nhật bãi.vn. Tôi lại nhắc lại thêm một thông tin là khoảng 10 ngày tới
thì kho hàng Nhật Bùi Huy sẽ về được một lô hàng trưng bày của năm 2020. Hàng trưng bày và hàng bị mới nguyên thùng nhưng mà bị rách thùng, rách mấy cái thùng bìa cắt tông á, cho vận chuyển đấy. Đấy. Khoảng 20 ngày nữa giá rất là tốt. À khoảng 10 ngày nữa. Giá rất tốt. Nên các bạn đang có nhu cầu về sản phẩm, ví dụ đợt này có thì có tủ lạnh và máy giặt, điều hòa nữa. Các bạn có nhu cầu về sản phẩm gì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi tư vấn. Số điện thoại là 0966 937 999. Vì cái list hàng thì là tôi đã có sẵn rồi, nên là tôi có thể tư vấn các bạn được luôn. Đó, đã có rất nhiều khách đã đặt hàng trước rồi. Thì những khách nào đặt hàng trước thì về tôi sẽ gọi để giao. Vì là hàng này là nó như hàng mới, nên là chúng ta không có gì cần phải xem xét cả. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.